Rồi. Máy không mở luôn. Rồi, A Di Đà Phật. Cung thỉnh chư tôn đức và đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay vào lúc 19 giờ ngày mùng 7 tháng Giêng năm Bính Thân, chúng ta tiếp tục học phần thứ 8 của kinh Trường Bộ, mà phần kinh Phạm Võng. Tiếp theo, đại chúng cùng đọc và nghiên cứu tìm hiểu. Này các tỷ kheo, những sa môn, bà la môn chủ trương ngụy biện luận, khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện trường uống như con lươn với bốn luận chấp. Nếu có những sa môn hay bà la môn nào chủ trương ngụy biện luận, khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện trường uống như con lươn, chúng sẽ chấp cả bốn luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. Này các tỷ kheo, Như Lai tuệ tri như thế này, những sở kiến ấy chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Như Lai tuệ tri như vậy, Ngài lại tuệ tri hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Những tư tưởng này là mình đã học rồi đúng không? Cho nên lập qua không cần giải thích lại. Nhờ không chấp trước sở tri ấy mà nội tâm được tịch tịnh, Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ. Những pháp ấy, này các tỷ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tỉnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt được. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thiết. Và chính những pháp ấy, những ai như thật, chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. Nghĩa là cái người cạn cợt thì không thể nói được những cái điều sâu trong kinh điển. Những điều mà Như Lai chứng đắc nó thâm diệu. Chỉ có những vị chứng đắc được tuệ giác mới có thể tán thán được Như Lai những điều đó. Này các tỷ kheo, có một số sa môn, bà la môn chủ trương vô nhân luận. Như vậy, chúng ta ôn hai phần ngụy biện luận. Giờ này chúng ta lại học về một luận điểm khác, đó là vô nhân. Như vậy, hầu nào giờ ta nói nhân quả, bữa nay lại ta lại nghe được là vô nhân luận. Chấp cái bản ngã và thế giới do vô nhân sanh với hai luận chấp. Và những sa môn bà la môn ấy y chỉ cái gì, căn cứ cái gì chủ trương vô nhân luận. Chấp bản ngã và thế giới do vô nhân mà sanh. Nghĩa là cái bản ngã và thế giới không có cái nhân. Đưa ra một cái luận thuyết như vậy. Này các tỷ kheo, có những chư thiên gọi là vô tưởng hữu tình. Khi một tưởng niệm khởi lên, thời chư thiên ấy thác sanh, từ bỏ thân chư thiên của mình. Này các tỷ kheo, sự tình này xảy ra. Một trong loài hữu tình ấy, khi thác sanh từ bỏ thân chư thiên ấy của mình, lại sanh đến cõi này. Ở đoạn này chúng ta thấy là nói
nói về một cái luận điểm là chấp không có nhân. Như vậy cái bản ngã của chúng sinh là không có nhân, thế giới này không có nhân. Như vậy họ y cứ vào cái gì? Thì ở đây có một luận điểm rằng những chư thiên gọi là vô tưởng hữu tình. Một cái loại hữu tình được gọi là chư thiên, nhưng ở cái cõi vô tưởng. Mà một khi mà họ tưởng niệm khởi lên, có nghĩa là họ có một cái tưởng khởi lên, thì họ thác sanh khỏi cái cõi đó. Vậy thì cái sự tình đó xảy ra một trong loài hữu tình ấy, mà khi thác sanh từ bỏ cái thân chư thiên ấy thì lại sanh đến cái cõi khác. Rời khỏi cái cõi này sanh ra cõi khác. Như vậy thì chư thiên đó là chư thiên vô tưởng, mà bây giờ có một tưởng niệm khởi lên, có nghĩa là có một cái ý niệm trong đầu nó khởi lên thì thác sanh, rời khỏi cái cõi đó. Như vậy thì ta quán chiếu nè, Niết Bàn là cái cõi vô sanh. Hỡi mình khởi ra một tâm niệm sanh là lúc đó mình rời khỏi Niết Bàn. Quý vị hiểu không nè? Chúng ta đang an lạc, chúng ta không có bị vọng tâm, chúng ta không có bị khổ, là bởi vì chúng ta chưa khởi ra một tâm niệm ái. Bây giờ chúng ta khởi ra một tâm niệm ái, thế giới của hạnh phúc mất đi, thế giới đau khổ được ta sanh vào. Trước đây không có vợ, một mình muốn đi chơi đâu đi, chỉ cần một niệm sanh ra có vợ, muốn đi đâu vợ không cho. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Có Phật có hiểu không? Hiểu ha. Để biết rằng tại sao là nói là cõi này là cõi sanh diệt, ta muốn sanh về cõi vô sanh, ta sanh bằng cách nào? Bạn muốn sanh về cõi vô sanh thì bạn chỉ cần an trú trong vô sanh thì bạn có mặt ở cõi đó. Còn cái cõi này là cõi vô sanh, mà bạn chỉ cần có một tâm niệm sanh ra là bạn không còn ở cõi giới này nữa. Cõi này là cõi tốt, mà bạn không tốt thì bạn không còn tồn tại ở cõi này. Cái đó là không ai bắt bạn, nhưng một khi mà bạn có một sự nhiễm ô thì lúc đó bạn không có ở cảnh giới thanh tịnh. Vậy đó, nó đơn giản mà nói. Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, không sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm vị ấy nhập định. Vị ấy nhớ đến khi tưởng niệm phát sanh, chớ không nhớ ra, nhớ xa hơn nữa. Nghĩa là từ cái cõi vô sanh, từ cái cõi không có tưởng, mà bây giờ có một tưởng sanh ra, vị ấy sanh ra cõi khác. Mà sanh qua cái cõi khác thì vị ấy tu tập và nhớ lại cái cõi đó mà không nhớ xa hơn. Vị ấy nói, bản ngã và thế giới do vô nhân mà sanh ra. Nghĩa là vị ấy ở cái cảnh giới không có tưởng, mà khi có một tưởng mà sanh ra thì có nghĩa là nó có cái nhân trước đó chưa? Có chưa? Chưa. Trước đó nó chưa có cái nhân, mà vị này khởi ra một niệm tưởng cho nên rời khỏi cái cõi đó. Vậy là trước đó không có nhân. Vì rằng tôi trước kia không có, nay tôi có. Từ nơi trạng thái không có, tôi trở thành loài hữu tình. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ nhất. Y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, một số sa môn, bà la môn chủ trương vô nhân luận. Chấp cái bản ngã và thế giới do vô nhân mà sanh. Như vậy trong cái thế giới này nè, nó không có cái chấm đen này, mà tự nhiên giờ này nó có cái chấm đen này, nghĩa là trước đó nó không hề có cái chấm đen, bây giờ nó mới có cái chấm đen. Như vậy cái chấm đen này là do vô nhân sanh. Hạnh phúc là khi ta hiểu được, còn không hạnh phúc là ta không hiểu gì. Vậy thì trước đây con đau khổ, con không có cái nhân hạnh phúc không có từ đâu sanh, con chưa có cái nhân hạnh phúc. Tự nhiên giờ này con nghe được cái bài pháp này, con hạnh phúc vô cùng. Như vậy cái đó là vô nhân sanh.
Nên trước đó còn không có cái nhân, không hề con nghĩ tới cái việc mà con phải đi nghe pháp. Tự nhiên bữa nay vô tình bà hai bà rủ đi, con đi, con nghe được sung sướng quá, vô nhân sanh. Trường hợp thứ hai, có những sa môn bà la môn y chỉ cái gì, căn cứ vào cái gì chủ trương vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh. Này các tỷ kheo, ở đây có sa môn hay bà la môn là nhà biện luận, là nhà thẩm sát. Lúc này là bắt đầu cãi với nhau, thẩm sát với nhau để phân tích chia chẻ. Do sự chia chẻ biện bác của suy luận và sự tùy thuận theo thẩm sát, vị ấy tuyên bố bản ngã và thế giới vô nhân sanh. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ hai. Y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, một số sa môn bà la môn chủ trương vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do vô nhân mà sanh ra. Này các tỷ kheo, những sa môn bà la môn chủ trương vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do vô nhân mà sanh với hai cái luận chấp. Nếu có những sa môn hay bà la môn nào chủ trương vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh, chúng sẽ chấp cả hai luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác. Hiểu ý nào? Cái đoạn này nó hơi khó hiểu một chút, nhưng chẳng có gì khó cả. Quý vị nhìn ở trên đây, ở trên đây nói là có những sa môn bà la môn chấp vào là vô nhân luận, chủ trương vô nhân luận. Như vậy cái chủ trương này nương vào cái gì? Nương vào hai cái chấp, đó là bản ngã và thế giới. Như vậy chúng sẽ chấp cả hai luận chấp, là luận chấp về bản ngã là vô nhân sanh, luận chấp về thế giới là vô nhân sanh. Như vậy thì hai luận chấp trên á, mà nói rằng vô nhân sanh thì chỉ có hai cái đó chứ không có cái nào khác nữa. Vậy thì chúng ta có hai phần, phải không? Phần vật chất và phần tinh thần. Mà phần tinh thần thì gọi là bản ngã, phần vật chất á thì gọi là sự vật hiện tượng xung quanh đây. Vậy thì sự vật hiện tượng này cũng vô nhân sanh, còn cái mà chúng ta gọi là linh hồn đó, nó cũng vô nhân sanh. Này các tỷ kheo, Như Lai tuệ tri như thế này, những sở kiến ấy chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Như Lai tuệ tri như vậy, Ngài lại tuệ tri hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Rồi, quý vị cùng đọc với thầy cái ý của cái đại ý của cái đoạn này. Quý vị cùng nói với thầy: ai chấp cái gì thì sanh ra cái cõi tương ứng với cái chấp. Chấp thường, chấp đoạn, chấp có, chấp không, chấp cái gì sanh ra cõi thú đó. Vậy thì ở đây Đức Thế Tôn nói là chấp thủ như vậy sẽ đưa đến cõi thú như vậy. Vậy thì chúng ta suy luận cái cõi thú là cái cõi nào? Nếu mà vô nhân sanh thì cái cõi thú của vô nhân có không? Vô nhân thì có thú không? Có nghĩa là nó không có cái nhân. Như vậy nó có cái gì trong đó không? Không. Chút xíu nữa thầy nhắc lại cái bài thầy giảng, đó là bài số. Có ai nghe bài số chưa? Chưa nghe thì lát nhắc lại. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội tâm được tịch tỉnh, Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ những pháp ấy. Này các tỷ kheo,
Như vậy là Như Lai không có chấp, cho nên Như Lai được giải thoát hoàn toàn. Mời quý vị cùng đọc lớn lên: chấp cái gì dính cái nấy, không chấp cái gì giải thoát hoàn toàn. Vậy thì dĩ nhiên là ta nắm cái gì thì nó dính cái nấy, còn ta buông hết thì nó đâu có cái gì đâu. Như vậy thì nắm hay là buông là do ta, khổ hay là vui là do ta, sanh nữa hay không sanh nữa cũng là do ta. Như vậy hỏi là sanh hay không sanh, có ai trả lời được không? Không. Nếu bạn không sanh thì bạn không bao giờ có chấp, còn bạn có chấp thì không bao giờ bạn hết sanh. Vậy là còn chấp là còn sanh, còn cho rằng cái này đúng cái kia sai là còn sanh trong cái cõi thú đúng sai, còn sanh trong cái cõi khổ đúng sai. Này các tỷ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tỉnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt. Những pháp ấy Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy, những ai như thật chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. Có nghĩa là ai hiểu giống như vậy, ai hiểu một cách tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm luận lý suông, khó chứng, khó thấy, sâu kín, những người có khả năng như vậy mới có thể tán thán Như Lai một cách chân chánh những điều đó. Này các tỷ kheo, có những sa môn bà la môn luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối sơ, y cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều ý kiến sai khác với 18 luận chấp trên. Này các tỷ kheo, nếu có những sa môn hoặc bà la môn luận bàn về quá khứ tối sơ, y cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều ý kiến sai khác, chúng sẽ chấp cả 18 luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. Như vậy, y cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều ý kiến sai khác, chúng sẽ chấp cả 18 luận chấp trên. Vậy là 18 luận chấp là cái gì? Có phải là 6 căn, 6 trần, 6 thức trở thành 18 luận chấp không? Này các tỷ kheo, Như Lai tuệ tri như thế này, những sở kiến ấy chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Như Lai tuệ tri như vậy, này Ngài lại tuệ tri hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy, nhờ không chấp sở, không chấp trước sở tri ấy, nội tâm của vị ấy được tịch tịnh. Như vậy thì ai mà không chấp trước những sở kiến, những chấp thủ sẽ đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy, thì Như Lai tuệ tri cái sự thật của nó, và tuệ tri hơn thế nữa, và Ngài không chấp cái sở tri. Như vậy thì những điều mà chúng sinh biết, Như Lai biết không? Biết không quý vị? Biết. Nhưng mà Như Lai có chấp không? Không. Vậy mà mình biết chút xíu là mình chấp. Mình làm được một chuyện nhỏ là bắt đầu mình chấp vô việc làm đó, thì cái việc làm đó nó biến thành nỗi khổ cho mình. Mình tu được chút xíu, cái mình chấp vào cái việc tu đó, thì cái việc tu đó nó biến thành nỗi khổ cho mình. Như vậy thì con người ta làm được điều gì mà người ta rơi vào cái chấp
thì cái điều đó nó biến thành địa ngục, nó làm cho người đó đau khổ. Như vậy thì Như Lai tuệ tri như vậy, và Như Lai tuệ tri hơn thế nữa, nhưng mà Ngài vẫn không chấp trước. Đó là bài học để cho chúng ta biết rõ là cái chúng ta biết nó nhỏ lắm, nhưng mà do cái cố chấp ngu xuẩn nên chúng sinh mê muội đọa lạc khổ đau. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ. Ở đây Như Lai chỉ nói đến cái thọ và vị ngọt của những cái thọ này, để mà ra khỏi những cái sự thọ đó là một sự nguy hiểm. Vì sao vậy? Khi người ta mến chấp cái này nè, mà khi người ta muốn ra khỏi cái này nó nguy hiểm ghê gớm lắm. Người ta đã bị xì ke rồi mà giờ người ta ra khỏi cái đó chỉ có chết thôi. Nó nguy hiểm ghê gớm lắm. Nó biến thành một cái sự tập khởi, rồi sự diệt trừ của các thọ. Nó là vị ngọt, nó là một sự nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nó mà ra đi là mình chết luôn. Có người vẫn tuyên bố mà tôi bỏ vợ được chứ không bỏ rượu được. Có người, nhiều người vợ cũng nói tôi bỏ chồng được chứ tôi bỏ quýnh bài không có được. Quýnh đề nữa, mà mỗi lần quýnh bài quýnh đề là quýnh bán gia bại sản đó. Vì mà không bao giờ bỏ. Ngày nào mà không quýnh đề, ngày đó con ma đề nó hành hạ. Nhờ tuệ tri như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Những pháp ấy, này các tỷ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt. Những pháp ấy Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy, những ai như thật chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. Thì ở đây chúng ta thấy một lần nữa Đức Thế Tôn tán thán cái điều gì? Tán thán những người có trí. Chỉ những người có trí mới có thể phân biệt. Nhưng mà phân biệt ở cái chỗ chấp với cái chỗ không chấp. Vậy thì người có trí sẽ rời khỏi vô minh của chấp trước. Mời đại chúng cùng nói: Đạo Phật lấy trí tuệ để phá kiến chấp, chứng Tu Đà Hoàn, phá năm kiến chấp: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tà kiến. Chỉ người có trí mới có thể phân biệt được, chánh tán thán Đức Như Lai. Nghĩa là mình trơn chánh, mình tán thán Đức Như Lai thì chỉ có người có trí. Chứ còn người ngu không bao giờ tán thán đúng, vì nó cứ chấp. Đến nỗi cái pháp môn nó cũng cho rằng nó tu đúng nữa, còn người khác tu sai. Mà phải là cái người trí mà nói như vậy thì mình mừng rồi. Đằng này nó không học hành gì mà nó vẫn nói như vậy. Nó cố chấp đến nỗi mà nó không biết rằng nó đang sai, thì khỏi cần nói nữa. Nó không nói nữa. Nó thuộc về một cái loại tà kiến mà gọi là định kiến, không sửa đổi được. Này các tỷ kheo, có một số sa môn, bà la môn luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về tương lai, đề xướng nhiều ý kiến sai khác với 40 luận chấp. Và những vị sa môn bà la môn này y chỉ cái gì, căn cứ cái gì, luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về tương lai, đề xướng nhiều ý kiến sai khác với 40 luận chấp. Đã chưa? Ai bước lên nói được 40 luận chấp, tôi nhường pháp tòa, tôi chạy xuống dưới, tôi lễ ba lễ. Có ai không? Rồi quý vị cùng nói thầy: 40 luận chấp.
Ba nghiệp là 10. Tự làm là 10. Thấy sung sướng quá, xúi người làm là 20. Hoan hỷ với việc người khác làm là 30. Thấy người ta làm mình không can là 40. Tại vì nó chấp cái đó là đúng cho nên nó đâu có can. Giả sử như người ta, nếu nó biết người ta làm bậy là nó can rồi, còn này nó nói cái đó là đúng cho nên nó không có can. Tự nó làm, nó xúi người làm, nó hoan hỷ với mọi người làm và nó thấy người ta làm nó không có can, đó là 40 cái luận chấp. Giả sử như mình giết, mình thấy con kiến mình giết, mình thấy con rắn mình giết, là bởi vì giết đó là đúng. Vì nếu mà để cho nó, con kiến mà nó sống, nó cắn mình sao? Thấy con muỗi bay ngang qua, dốt, đập nó và giết nó là một điều đúng. Cho nên tự mình giết, xúi người giết, hoan hỷ với mọi người giết, vì mọi người giết là đúng. Và thấy người ta giết không can, để cho giết thoải mái, điều đó là đúng. Như vậy chấp vào 40, chứ không phải là chấp 1, gọi là 40 luận chấp. Này các tỷ kheo, có những sa môn bà la môn chủ trương hữu tưởng sau khi chết. À, nhìn coi cái hình là sao? Có nghĩa là một cái thân thì nằm đây và thần thức thì xuất ra khỏi, không? Vậy là thần thức đó xuất ra là nó giống y như cái người đang nằm nè, cái thần thức này xuất ra, phải không? Có nghĩa là cái người đó làm sao thì cái thần thức nó xuất ra giống y vậy, đúng hay sai? Đúng hay sai? Mạnh dạn nói sai nhớ dai. Đúng hay sai? Rồi, nói đúng hay là nói sai thì để thầy phân tích cho nghe. Đúng hay sai thầy đâu có biết. Nhưng giờ thầy hỏi nè, hồi xưa quý vị có coi cái tuồng cải lương mà hầu như là trong cái tuồng Tiết Đinh Sang hay Tiết Đinh Quý đó. Thì hầu như là khi cái ông Tiết Đinh Quý thì phải, cái tướng của ông, cái tướng tinh của ông là con cọp. Khi ông ngủ đó, cái tướng con cọp của ông nó xuất ra chứ không phải ông xuất ra. Thì khi xuất ra đó thì ông bị con ông bắn. Ông bị con ông bắn thì con cọp đó nó chạy về, nó nhập vô cái thân ông thì ông bị thương. Cho nên mà bây giờ mà mình nói là cái người đó chết thì cái thần thức giống y chang vậy xuất ra, thì thầy cũng không biết phải hay không. Nhưng mà thôi thì nó làm vậy, mình cứ nghĩ vậy đi. Rồi giờ thầy hỏi đại chúng nè, khi mình nằm mơ, mình nằm chiêm bao, mình có thấy y như cái tướng mình, hay là mình không biết cái tướng mình, mình chỉ thấy xung quanh thôi, mình không thấy mình? Có bao giờ mình chiêm bao, mình đi dội rồi kiếm, mình thấy mình không? Không, phải không? Vậy giả sử như mình chiêm bao, mình bị người ta rượt, vậy là lúc đó mình nghĩ là mình, hay là mình nghĩ là mình chỉ biết người ta rượt thôi chứ mình không biết mình là cái gì? Cái kiếp trước mình là con chồn hay là con heo rừng, mình bị người ta rượt, người ta đập, quá trời người đập, giật mình dậy la quá trời, không biết chuyện gì. Thấy người ta quánh mình quá trời nhưng mình không biết mình là cái gì. Vậy là cái kiếp mới đây mình tái sinh đó, là cái kiếp bị đập chết. Nhưng mà mình cái gì bị đập chết mình không biết. Cho nên mà nói rằng khi cái người chết mà thần thức nó xuất ra y chang vậy đó. Cái điều này tôi cũng y cứ vào những cái luận cứ tôi vừa nói với quý vị, thì tôi cũng chưa biết là nó như thế nào, vì tôi chưa có cái trạng thái này cho nên chưa biết. Đó là những gì theo quan điểm của tôi. Với những sa môn bà la môn này, y chỉ cái gì, căn cứ cái gì, chủ trương hữu tình luận sau khi chết với 16 luận chấp. À, hầu 40 luận chấp, rồi 18 luận chấp, rồi bây giờ là 16 luận chấp. Đó.
Suy nghĩ đi, pháp của Phật là nó đầy dẫy những con số. Cho nên là thầy mới nói là nếu ai tạo điều kiện thì thầy cứ như thế, thầy giảng từng con số. Số 0, số 1, số 2, số 3, thầy giảng hết cái mai này. Quý vị hiểu là luận chấp bao nhiêu con số. Rồi con số nó nhiều vô cùng vậy đó, rồi ai muốn nói cái gì cũng không có đúng, mà nói gì cũng không có sai. Vấn đề quan trọng là mình có lấy cái luận chấp đó ra để mình nói hay không. Những vị này chủ trương bản ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chết có tưởng. Chúng chủ trương bản ngã có sắc và cũng không có sắc. Bản ngã cũng không có sắc và cũng không không có sắc. Bản ngã là hữu biên, bản ngã là vô biên, bản ngã là hữu biên và vô biên. Ngồi đó mà chấp vô cùng vô tận đủ thứ chuyện trên đời. Bản ngã cũng không hữu biên và cũng không vô biên. Bản ngã là nhất tưởng, bản ngã là nhị tưởng, bản ngã là thiểu tưởng, bản ngã là vô lượng tưởng, bản ngã là thuần lạc, bản ngã là thuần khổ, bản ngã là khổ lạc. Chúng chủ trương bản ngã là không khổ, không lạc, không có bệnh, sau khi chết có tưởng. Này các tỷ kheo, những sa môn bà la môn này chủ trương hữu tưởng sau khi chết, bản chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với 16 luận chấp. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn này chủ trương như vậy. Vậy thì chúng ta đọc qua cái đoạn này, chúng ta thấy rõ Đức Như Lai nói về cái kiến chấp của chúng sinh nhiều hay ít. Đức Thế Tôn ra đời, thị hiện ra trong cõi đời này. Lúc đó xã hội Ấn Độ nghe giang hồ đồn đại là gần 100 cái kiến chấp. 100 cái kiến chấp cho biết rằng hàng trăm cái tư tưởng sai khác. Do tư tưởng sai khác cho nên họ có hình tướng sai khác. Có cái đạo nó chấp rằng không cần mặc quần áo gì, đó là thủy tổ của loài người cho nên nó không cần mặc quần áo gì, đó là đạo lõa thể. Có những đạo nó bịch chỉ còn hai con mắt thôi, đó là đạo bây giờ chúng ta vẫn còn thấy. Đạo lõa thể thì bây giờ ít xuất hiện, nhưng trên trang website quý vị có nhiều lúc quý vị thấy rõ họ không có mặc gì hết mà họ vẫn tổ chức ở những công viên, ở những cái chiếc cầu nổi tiếng để họ đưa lên, và họ thấy rằng là tất cả họ đều được xem như là một cái đạo. Và bây giờ cái đạo đó nó được tràn lan trên thế giới nhiều lắm. Có những khu rừng cái đạo đó nó đòi hỏi, đây là khu rừng nguyên sinh tự nhiên, cho nên con người bước vô đó là phải trở về trạng thái nguyên thủy, là không mặc gì hết. Có những khu rừng như vậy. Có những cái bãi tắm của bờ biển nó đấu tranh, nó đòi hỏi, có những bãi tắm không mặc gì hết, ai vô đó không được. Đấy là những cái đạo đó, nó đã tạo ra những khu rừng như vậy, nó đã tạo ra những cái khu biển như vậy. Và trên thế giới đã có những cái điều đó. Và sau này nó tạo ra những cái trang web, là trang web nguyên thủy. Ngày xưa tổ tiên mình như thế nào là giờ để y vậy, không có thay đổi gì hết. Cái đó là một trong những luận điểm chấp cứ. Cho nên ta gọi là chấp cái gì thì nó lại tương ưng cái đó. Hữu tưởng luận sau khi chết, chúng sẽ chấp cả 16 luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. Cái đó là cũng là một sự tái sinh thôi. Một sự tái sinh để cho biết rằng mình luận chấp, mình chấp cứ cái gì thì nó sanh ra cái cõi đó. Này các tỷ kheo, Như Lai tuệ tri như thế này, những sở kiến ấy chấp trước như vậy sẽ đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Như Lai tuệ tri như vậy, Ngài lại tuệ tri hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy nên nội tâm của Ngài được tịch tịnh.
cái hình này nè, cho đến giờ này thầy được thấy lần đầu tiên. Nhưng mà trong kinh đã diễn tả là khi mà vua cha đi ra cày ruộng á, nhân cái lễ đầu xuân á, thì phía sau này có những con bò con trâu này, quý vị thấy không? Và xung quanh này là những cái người gọi là quan, những cái người có chức tước trong triều đình á, mới đi ra làm cái lễ gọi là cài lấy cái y như mình gọi là khai trương vậy đó. Thì vua Tịnh Phạn cũng ra cài ruộng với mọi người. Thì lúc này thái tử Tất Đạt Đa được 7 tuổi. Lúc đó thầy đứng kế bên mà sao hình nào thầy không thấy. Thì thái tử ngồi nhìn cha cài ruộng và thấy những con trùng nó ngôi lên, thì con chim nó bay xuống nó ăn những con trùng đó. Rồi bắt đầu có những con cáo, con sói nó canh, nó chực, nó bắt những con chim đó nó ăn. Rồi con cáo, con sói gì nó chạy vô rừng thì có những cái con lớn hơn chực bắt nó. Rồi khi những cái con cọp, con beo gì chực bắt những con cáo đó, thì ở đây có những người thợ săn đang nhắm bắn những con cọp, con beo đó. Như vậy thì cứ mạnh hiếp yếu. Thì thái tử Tất Đạt Đa thấy được cái cảnh đó, sanh cái lòng từ bi, ngài mới ngồi xuống để quán chiếu. Thì ngay lúc ngài 7 tuổi, ngài đã chứng vào sơ quả Tu Đà Hoàn, ngài giữ vào dòng thánh quả. Từ đó nỗi buồn cứ man mác do lòng từ bi sanh. Quý vị cùng nói với thầy: nỗi buồn có mặt do tình thương sanh. Nỗi buồn có mặt do mất của mà sanh. Cũng thì nỗi buồn, một cái đọa lạc, một cái cực lạc. Hai cái nỗi buồn là nó khác nhau ở cái dụng của nó, nhưng mà cái tướng buồn á là giống nhau. Có người cái mặt cũng cứ buồn 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 buồn, có người cũng khóc hoài à, nhưng mà có người rơi nước mắt là bởi vì họ thương chúng sinh quá, không có phương pháp nào cứu hết, cho nên chịu không nổi rơi nước mắt. Còn có người rơi nước mắt là bởi vì nó lấy đồ của mình mất rồi, tiếc mà khóc. Hai cái cách khóc nó cũng giống nhau, nhưng một cái là đọa lạc, một cái là sanh về cực lạc. Như vậy thì chúng ta đọc ngay cái chỗ này, chúng ta lại hiểu là Như Lai thì không có chấp trước như vậy, cho nên không đưa đến những cõi thú tương ưng. Nhờ Như Lai không chấp trước sở tri ấy nên nội tâm của Như Lai được tịch tịnh. Ngài như thật tuệ trí sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ. Một chút xíu nữa ra cái bảng đó, thầy sẽ giải thích lại các thọ để đại chúng hiểu được tại sao gọi là sự tập khởi, nó khởi lên từ cái gì. Nếu họ cho rằng vô nhân luận như vậy nó khởi lên từ đâu, vậy thì nó khởi rồi thì bây giờ nó cái sự diệt trừ của nó, đã nó khởi ra mà khi diệt trừ của nó là nguy hiểm hay không nguy hiểm? Rất nguy hiểm. Nó có, khi nó chưa có thì không sao, nó có được rồi mà nếu mất cái đó là nó chết luôn. Cho nên rất là nguy hiểm của các thọ, của vị ngọt ở nơi các thọ, sự nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Những pháp ấy, này các tỷ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tỉnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt. Những pháp ấy Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy, những ai như thật chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến, còn người không như thật tán thán thì không bao giờ nói được điều đó. Bài kinh chúng ta học đến đây là hết rồi. Tóm lại nội dung của bài kinh hôm nay ta học là cái gì? Chúng ta có bao nhiêu cái loại chấp?
Bao nhiêu cái chấp? Quên hết rồi, ai chấp cái gì, làm sao mà nhớ được? Chỉ có trả băng lại mới nhớ mà thôi. Giờ trả băng lại để ôn, chứ thầy nói không quý vị cũng không nhớ được. Thấy không? Vậy thì có cái lượng chấp đầu tiên, có nghĩa là chấp vào cái gì? Lượng chấp đầu tiên là chấp về vô nhân luận, đúng không? Mà vô nhân luận thì có nghĩa là có những chư thiên ở cõi trời vô tưởng. Nhưng bây giờ có một cái niệm tưởng sanh ra thì chư thiên đó lại sanh vào cái cõi khác. Mà chư thiên đó sanh vào cái cõi người thì bỏ tục xuất gia, và sau khi nhớ trở lại, do giữ được các giới pháp mà nhớ lại trong đời quá khứ của mình. Nhưng mà chỉ nhớ tới đó thôi, chứ không có nhớ hơn nữa. Tại vì chỉ có tu có nhiều đó, cho nên là nhớ tới đó hết. Đó là những gì mình ở đâu sanh thì mình trở về với cái gốc nó là đủ rồi. Thì những người không có trí không bao giờ hiểu được điều đó. Đó là ôm lại cho đại chúng biết. Rồi bây giờ có những cái chúng sinh nó chấp về quá khứ tối sơ. Vậy là đây là cái chấp thứ hai, chấp về quá khứ. Mà ai là người chấp về quá khứ thường xuyên quý vị biết không? Những người lớn tuổi. Những người lớn tuổi thì nhớ về quá khứ, còn những đứa trẻ thì nó nhớ đến tương lai không à, nó không đến quá khứ. Như vậy thì người lớn tuổi là chấp về quá khứ, cứ ngồi đó kể không là hết giờ, đợi ngày chết. Hai cụ lớn tuổi gặp nhau là kể chuyện hồi xưa không đó. Giết những giây phút hiện tại để sống với quá khứ đã qua rồi. Ai mà bỏ được cái điều đó mà ngồi mà giết kinh là khỏe lắm. Tại vì mình lo mình niệm Phật, mình lo mình tụng kinh, mình lo mình trì trú, mình đâu có lo mình ngồi mình kể đâu. Còn phải gặp nhau kể. Bữa nay mà đi đám là ngồi đó kể, trời, kể mê luôn, kể quên đường về luôn. Dầu rằng có về bị quánh cũng ngồi đó kể, kể cho hết câu chuyện này, chứ không mà kể nửa chừng không có chịu nói đâu. Như vậy thì nhớ về quá khứ, đây là một loại kiến chấp quá khứ. Y cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều ý kiến sai khác với 18 luận chấp đó. Trong quá khứ tao đã thấy, tao đã nghe, tao đã ngửi, tao đã nếm, tao đã xúc, tao đã biết như vậy, cho nên bây giờ tao kể cho nó đã. Đó là những cái loại nhớ về quá khứ làm cho họ đau khổ, và họ đang sanh về với quá khứ. Họ đang sống ở đây nè, nhưng mà họ sanh về với quá khứ để cãi lộn. Kể chuyện hồi nhỏ để cãi lộn chứ không gì chứ. Đề xướng nhiều ý kiến sai khác, chúng sẽ chấp cả 18 luận chấp trên. Một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. Có nghĩa là đụng tới người đó là có nhiêu đó. Bả mà ghét ai cứ đụng tới là có nhiêu đó kể. Kể mà quên rằng mình kể để đợi ngày chết. Còn thương ai cũng vậy. Gặp con cháu nào mà đi xa là bả ngồi bả kể. Hoặc là có đứa đó mà nó mất rồi bả ngồi bả kể. Cứ ngồi kể cái đứa mất đó thôi. Người ta hỏi tới là bắt đầu ngồi kể. Kể không biết người ta có muốn nghe hay không. Người ta gồng mình ngồi nghe cho mình kể. Cứ ngồi đó kể. Kể một cách say sưa như một người thuyết trình viên. Tiếp là gì? Cái kiến chấp sẽ đưa đến cái cõi thú tương ưng. Đó là chấp về quá khứ rồi phải không? Chấp vô nhân rồi chấp về quá khứ. Rồi bây giờ cái loại chấp thứ ba là chấp về tương lai. Y cứ về tương lai, hễ đụng tới người đó là đề xướng về tương lai. Đủ mọi cái chấp về tương lai, mà cho đến 40 luận cứ chấp, chứ không phải một luận cứ chấp. Và ngồi đó cứ nghĩ đến con đường chết. Mà trong lúc mình đang sống mà cứ nghĩ đến ngày mai, chết sanh đi đâu, giờ đang sống khỏi cần. Cứ nghĩ đến cái chết, đụng tới họ là họ nói tới cái chết. Ráng lo đi, chết sanh về cõi lành. Rồi xong, bắt đầu sống mà sống phải ráng làm để đợi chết để mới hưởng. Giờ sống không có hưởng. Vậy là thông minh hay thiếu thông minh? Tôi nói hồi đó có một cái ông cụ ở kế nhà tôi.
Ông cụ đến giờ không biết còn sống hay chết rồi. Ông làm là ruộng ông là từ cái mí này nè mà tới cái mí sông á. Ông làm đêm làm ngày, xin thưa cái nước của cái con mương đó là chỉ có một mình ông lấy thôi. Đừng có hòng ai lấy được ông. Gần như ban đêm không ngủ, ban ngày ăn cơm với muối mà đem rang với mỡ. Muối mà rang với mỡ để ăn cơm trắng thôi chứ không có ăn gì thêm nữa. Ông ốm mà ông nằm ngoài cái chòi mà tôi không hiểu là mỗi năm như vậy đó. Bao nhiêu mùa lúa, bao nhiêu mùa đậu, không biết ông đem cho ai, cho vợ, cho con hay mua vàng để dành vậy đó. Mà ông ốm tông, ốm teo mà ông làm ghê gớm lắm. Cái đó là cái mà chắc là ông mắc nợ nhiều đời nhiều kiếp, chắc kiếp trước giựt vợ, giựt của cải của vợ rồi lấy của cải của con hay sao. Đời này làm để trả nợ vợ con thấy ghê luôn đó. Tôi thấy ông tôi nể. Mà xin thưa mọi người xung quanh đừng có hòng, ruộng ổng mà cắt xong rồi đó thì chỉ có bò ổng thả thôi. Trâu bò mình mà vô đất ổng không cho nữa. Tôi nói thiệt, thấy thương dễ sợ luôn. Nhờ tôi đi tu chứ không tôi giống ổng. Tại em thiếu nợ dữ lắm luôn. Nghĩa là chúng ta chấp để chi vậy? Để khi ta để dành, ta dụm để khi ta chết. Mà có nhiều người cũng vậy nữa nha. Bây giờ này có cái rổ đồ tùm lum, muốn bỏ cũng không được, không biết chấp để chi đó. Lấy cái bọc ni lông bỏ cũng cự nữa à. Để mai mốt tao có tao đựng, mà không biết đựng cái gì đó. Cố chấp đi ghê. Còn mai mốt tôi cho một ký xì bọc ni lông cũng được nữa. Mà bây giờ nó có cái bọc đó bỏ không được, khổ lắm luôn đó. Mà hồi đó mà cái nhà tranh đó là có cái bọc nào là nhét họ vô trong nhà là thấy bọc không, tưởng là đại lý bọc. Tôi nói vậy trúng ai ráng chịu đó nha. Tại do cái bài kinh mà tôi nói chứ tôi không có nói ai hết đó nha. Ai nhột thì ráng chịu đó nha. Cứ nhột thì thả mạt vô cho hết nhột. Rồi bây giờ cái chấp thứ tư nữa là chấp bản ngã có sắc có bệnh, và chấp không sắc không bệnh, và chấp tùm lum chấp. Tóm lại là chấp đọc không nổi. Tóm là cái gì nó cũng chấp. Con đĩa nó cắn hầu nhỏ mà giờ lớn lên thấy con đĩa cũng sợ, nghĩa là nó chấp con đĩa. Con sâu á, giả sử như mình nói con sâu rộm á, nó dính vô người của mình thì lo do cái lông của nó dính vô cho nên là mình bị ngứa, bị đau, bị sưng phồng lên. Còn đằng này con sâu rộm nó đâu có làm gì mình. Nếu con sâu rộm sống á, là cái lông của nó không có bị ngứa, nó bò lên người mình không sao. Có nhiều người họ bắt là lấy tay họ bắt luôn mà dùng, cái họ lấy cái tay chà chà trên đầu này cũng hết rồi. Thì cái lông của con sâu rộm sống nó không ăn nhầm gì đó. Mà có người thấy con sâu rộm té xỉu chết. Con người cả đùng cả đống lớn như vậy, 60-70 kg như vậy, sâu rộm có nhiêu đây thấy nó chết xỉu. Vậy là do người đó sợ con sâu rộm, hay là tại vì bị kiến chấp đã tạo nên một cái đỉnh núi tu di nó đè mình. Ghê chưa? Có người kỳ cục lắm, rắn có chút xíu này thấy rắn xỉu. Trời, còn có người ta bỏ rắn vô họng nè, ta đưa ra cái rắn bò ra hai bên này nè, mà không phải một con đâu nha. Quý vị thấy xiết rắn chưa? Nuốt vô họng cho bò ra lỗ mũi, nhét nó vô lỗ mũi cho bò ra họng. Còn mình thấy rắn xỉu, gan thấy ớn luôn. Mọi thứ đều do kiến chấp mà ra cả. Rồi bây giờ tới một cái chủ, cái loại chủ trương nữa là chủ trương hữu tưởng hay là vô tưởng. Ở đây là chủ trương hữu tưởng sau khi chết, nghĩa là chấp vào chủ trương có một linh hồn sau khi chết. Đó, cứ như thế mà chấp có một linh hồn sau khi chết. Còn Như Lai thì tuệ tri tất cả những điều đó, cho nên tâm của Ngài được tịch tỉnh. Rồi, như vậy thì chúng ta kết luận lại những điều đó để nhắc nhở tất cả mọi người trong cái lộ trình tu tập. Chúng ta hãy nhận biết một cách rõ ràng để chúng ta có được sự an định, có được sự tịch tịnh mỹ diệu vượt ngoài tầm luận lý xuông. Nghĩa là 49 năm thuyết pháp Đức Phật không nói lời nào, đó là vượt ngoài tầm luận lý xuông. Như vậy bây giờ là 8 giờ.
Hồi nãy tôi xuống đã trễ 15 phút cho nên bây giờ phải giảng bù 15 phút cho nó đủ một tiếng. Rồi xin mời đại chúng cho tôi cái bảng ra phía trước để tôi lên bảng tôi giảng 15 phút. Và ban quay phim âm thanh ánh sáng chuyển vào vị trí bên ngoài. Cái nào là hữu tưởng, cái nào là vô tưởng? Như vậy thì chúng ta có một cái con số 0. Vậy thì cái tâm của chúng sinh là vốn không sanh, không diệt, không thêm, không bớt. Vậy thì mình suy luận lại là bây giờ cái tâm này nè, nó không sanh, không diệt, không thêm, không bớt nè. Vậy thì bây giờ trong cái không này nè, mình nói là mình là vô sanh. Vậy thì tất cả chúng sinh đều có tự tánh, tất cả chúng sinh đều không có, không hề có cái vọng tưởng. Là bây giờ tạm mượn cái vòng tròn này là chân tâm của mình. Thì trong lúc tất cả chúng ta đều có một cái tâm không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, không thêm, không bớt. Thì cớ sao chúng ta là chúng sinh? Có phải là do một duyên nó khởi ra không? Vậy thì cái con số nó bắt nguồn từ con số 0, là con số đầu tiên của vạn pháp. Vạn pháp từ 0 mà có, sanh ra con số 1, rồi mới tới số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, vân vân. Vậy chúng ta suy nghĩ nè, có một chư thiên từ ở cái chỗ, cái cõi trời là vô tưởng, tự nhiên bây giờ có sanh ra một niệm tưởng, chúng sinh đã chết. Chết có nghĩa là không còn có mặt ở cảnh giới vô tưởng nữa, mà lại sanh vào cái cõi khác. Tại vì có một cái duyên này sanh, cho nên trùng duyên khác sanh. À, như vậy chúng ta nó mới là trùng duyên khởi. Vậy thì chúng ta hỏi nè, ta từ con số 0, ta có một thể tánh không sanh, không diệt, không thêm, không bớt. Cái này là thể. Bây giờ do duyên sanh, đó, cái duyên, do duyên mà sanh. Như vậy do duyên sanh cho nên chúng ta có một cái tướng. Như vậy từ cái tâm sanh tướng, tướng do tâm sanh, tướng do tâm sanh, cho nên tướng từ tâm mà mất. Vậy thì mất con số 1 này là anh trả về con số 0, đúng hay sai? Đúng hay sai? Vậy thôi. Bây giờ mình có 1, có 2, có 3, có 4, có 5, có 6, có 7, có 8, có 9, có 10. Rồi bây giờ mình diệt nè. Diệt 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hết. Mình sanh bao nhiêu thì bây giờ mình diệt bấy nhiêu. Như vậy tu là gì? Tu là đi ngược trở lại, trở về với bản tánh không sanh không diệt của mình. Tu là phải trả hết cho đời. Mình ra đây mình tạo, mình quậy cho đã, giờ trả hết trở về nó, bản thể không sanh không diệt. Như vậy ở đây Đức Thế Tôn cũng ở đây, nhưng Đức Thế Tôn không chấp, còn chúng sinh thì bị chấp. Chấp không cho nên khổ, Đức Thế Tôn không chấp không cho nên không có khổ. Hiểu không đại chúng? Hiểu không? Hiểu phải không? Cho nên hôm nọ thầy có nói con số phải không? Thầy giảng con số 0. Con số 0 là con số của bản thể không sanh không diệt. Tất cả chúng ta đều phải trở về với bản thể không sanh diệt này. Bây giờ chúng ta có con số 1, có nghĩa là sanh ra tèo tí hay là con mén. Tất cả những đứa con của mình lúc nó mới sanh ra nó có khổ không? Nó có mình nó mà. Nó chỉ lo ăn lo học thôi. Lớn lên nó lo viết thư nữa. Lúc này nó khổ chưa? Nó khổ là bởi vì ở trong tâm tưởng của nó, nó lại có ở trong tưởng của con nhỏ mén có hình bóng thằng Tèo. Vậy là lúc con nhỏ mén này còn nhỏ, trong đầu của nó có Tèo không? Không. Không lẽ thằng Tèo đó nó có con mén đâu mà. Mà bây giờ trong đầu của con mén có con Tèo thì có nghĩa là cái hình bóng con Tèo sanh trong đầu mén, đúng không? Vậy là lúc này con mén không còn ở trong thế giới số 1 nữa, mà con mén đã trở về với thế giới ta bà khổ. Hiểu chưa?
thế giới này nó khổ là bởi vì có ta với có bà, còn thế giới ở mình lấy gì khổ. Vậy là cõi này là cõi khổ, cõi này là cõi cam kham dẫn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cõi này do ái mà sanh, cho nên gọi là ái bất nhiễm bất sanh ta bà. Hiểu chưa đại chúng? Hiểu rồi. Vậy thì mình chỉ cần cắt cái ái này là mình trở về với một mình. Pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị. Tất cả các pháp của Phật đều là một pháp chứ không có hai. Tại vì chúng sinh sai khác cho nên nó có hai. Do chúng sinh sai khác cho nên nó có số là 84.000. Như vậy 84.000 pháp môn là để trị 84.000 cái vọng tưởng điên đảo cố chấp. Vậy là 84.000 pháp là 84.000 bài thuốc vậy thôi. Vậy thì hồi nãy mượn cái con số gì? Mượn cái con số 18, mượn cái con số 40, mượn cái con số 16, mượn bất cứ con số nào cũng chỉ là con số mượn để nói rằng cái bọn đó, cái tụi nó chấp. Hiểu không? Hiểu ý này không nè? Vậy thì ai còn chấp là người đó còn khổ, ai hết chấp thì người đó bớt khổ, cho đến không còn chấp nữa thì giống Đức Phật thôi. Chứng đắc. Rồi. Vậy là hồi nãy thầy nói, thầy ôn lại cho con số, rồi thầy ôn lại cho cái gì nữa? Gì nữa có nhớ không? 16 pháp phải không? Ý nói hồi nãy thầy nói con số 18 rồi, thầy nói số 40 rồi, chưa nói số 16 chứ gì. Cái này bị đặt chấp vậy số 16 rồi. nghĩa là muốn học ở cái chỗ nào là phải học hết cái chỗ nấy đúng không? Rồi, bây giờ dạy con số 16 ha. Con số này ít xuất hiện. Con số này ít xuất hiện. Giả sử như con số 8, số 11, số 18, 21, 49, 51, vân vân. Những con số đó nó có, còn con số này phải cộng mới ra, chứ con số này nó không phải tự nhiên nó có. Bây giờ con số 16, thầy cho con số 10 với con số 6. 10 cộng 6. Hoặc là thầy cho con số 11 cộng 5 ra 16, được không? Được không? Được thì thầy mới nói. Tại vì quý vị muốn chấp cái nào nó ra cái nấy. Bây giờ mình giải mã một con số 10 thì mình biết con số 10 này nó nằm ở trong ba con số, đó là thân, miệng, ý. Được không? Nếu nó nằm trong hai con, nó nằm con trong số 10 thì cái thân này nó có 3. Sát, đạo, dâm. Cái miệng này có 4. Dối, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Ý có 3. Tham, sân, si. Cộng lại bằng 10. Vậy thì con số 6 là con số gì? Con số 6 là con số vô vi pháp. 6 pháp vô vi. Vì con số 10 này là con số tướng, còn con số 6 này là con số thể. Trong cái thể này nó sanh ra tướng đó, tướng đó sanh ra từ thể này. Sáu pháp vô vi: hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, bất động diệt vô vi, thọ tưởng diệt vô vi và chân như vô vi. Muốn học nữa lật quyển số 3 Phật học phổ thông diệt vô. Đó là lấy con số 10 cộng với con số 6, người ta chấp vào đó cho nên họ phải cố gắng để hoàn thiện cái phần đó. Mà chấp là để tu thì điều đó là tốt, mà chấp là để ngu thì điều đó là xấu. Bây giờ thầy nói con số 11 với con số 5. Nếu thầy nói con số 5 trước, vậy thì con số 5 này là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Con số 5 này là uẩn. Uẩn là tạo thành. Vậy thì uẩn phải mượn sắc pháp thì ta có 11 sắc pháp. Thấy không? Thì mình làm sao mình kiếm một cái gọi là tâm pháp, một cái là sắc pháp, mình kết lại cho nó ra con số 16 kiến chấp. Ở trong đó nó đâu có nói, kinh văn không có nói.
từ cái chỗ kinh văn không có nói, cho nên mình cứ dùng trăm pháp là ra hết. Trăm pháp vừa rồi mới dạy đúng không? Lật quyển Phật học phổ thông quyển 3, học trăm pháp là nó ra hết, số nào cũng được hết, con số nào cũng con số này. Nhưng thầy cũng có nói là thầy sẽ cố gắng dạy cho quý vị về pháp số, để cho quý vị không mờ lờ mờ khi ta đọc kinh. Y như bài kinh này đâu có giải mã con số đó đâu, con số đó tự ta phải biết. Có nghĩa là mặc định bạn phải là người nghiên cứu Phật pháp để bạn học con số, từ con số không đến con số không biết. Con số không biết nghĩa là gì? Chúng ta từng nghe cái câu A Tăng Kỳ Kiếp. Vậy thì cái kiếp này có con số không? Hằng hà sa số, có con số không? Trời đất ơi. Hằng hà sa, sa là cát, hằng hà là cát, sông Hằng, có con số đếm không? Rồi dùng con số là vô lượng kiếp cũng không có số đếm. Vậy ta hãy học từ con số không đến con số không biết. Rồi bây giờ trở về với cái chấp miếng nữa, nghỉ nha. Hết 12 phút rưỡi rồi. Chúng ta có ba cái chấp. Lớn nhất ở ba cái chấp đó là chấp thân, chấp miệng, chấp ý. Cái thân này là thế giới. Cái thân là thế giới. Cái miệng, cái ý là ngã. Như vậy cái thân này là thế giới. Vậy là cái thế giới này nó cái tạo nên cái thân. Cái thân này là vật chất. Cái thân này là vật chất. Cho nên là ai mà chấp vào cái thân này nghĩa là chấp vào một cái thế giới. Vậy là thế giới này là còn hay không còn là do chúng ta chấp vào thân. Con người ta khổ là bởi vì chấp vào thân, vì muốn cho cái thân này nó đẹp, mà có biết bao nhiêu cái thế gian này cái nhu cầu vì cho cái thân này thôi. Có nhiều người thì làm ra cái thức ăn, nhiều người thì làm ra cái thức uống, nhiều người làm ra nhà cửa để nuôi cái thân đó thôi. Tóm lại là trong cuộc đời này chỉ nuôi có cái thân này, mà trước sau gì nó cũng chết à. Nhưng mà chấp nó là thường còn, cho nên cầu tái sinh vào thế giới nào đó cho tốt đẹp hơn nữa. Cho nên bây giờ cái tu là để cho cái thân này nó tốt đẹp hơn nữa. Cho nên chấp thế giới này là thường còn hay là thế giới này không thường còn. Vậy thì cái miệng với cái ý này thiết lập truyền thông là để cho cái miệng này nè, nó thiết lập truyền thông là để cho cái thân này trong hiện tại và tương lai được an ổn. Cái ý này có tốt hay xấu cũng chỉ là mong cho có một cái thân trong tương lai tốt hay xấu được an ổn. Y báo và chánh báo nó nằm ở trong cái thân này hết trơn nè. Như vậy cái bản ngã này là thường hay là vô thường thì ở cái chỗ thân này mà ra. Nếu cái bản ngã của cái thân miệng này mà chấp là thường, nghĩa là mong cho có một cái thân trong tương lai tốt đẹp, chấp bản ngã là thật thì dĩ nhiên chấp thế giới là thật. Nếu chấp bản ngã là không thật thì chắc chắn chấp thế giới là không thật. Vì sao vậy? Vì cái này mà không có thì đâu có chấp thế giới này, mà không chấp thế giới này thì cái này đâu có chấp làm chi. Một khi mà cái thân mình không còn nghĩ gì nữa thì mình không còn hơn thua đố kỵ ganh tị gì nữa hết á. Cái thân này tôi trước sau nó cũng chết rồi, tôi đố kỵ chi nữa. Cho nên sẵn sàng bỏ hết tất cả. Vì sao vậy? Vì cái thân này, cho nên có nhiều người á là cho rằng mình anh bỏ tôi đi tôi chết cho anh coi. Xạo. Vì sao chết? Vì muốn có cho nên không có nữa là chết. Chứ thật sự ra nó xạo lắm luôn. Có nhiều ông chồng ông cũng nói em giỏi đi, bước ra khỏi nhà anh chết cho em coi. Chị mà anh đi vòng vòng chưa chết. Nó dùng đến cái chết là vì gì? Vì sao? Vì nó muốn có nhiều hơn nữa. Cho nên nó mới hâm dọa bằng cái chết. Chứ còn biết mà chết mà nó đọa xuống A Tỳ địa phủ, nó có dám chết không?
Mà nhớ rõ nghe, mấy người tự vẫn là chết đỏ dữ lắm luôn á. Mấy người tự tử là chết đỏ dữ lắm. Vì sao vậy? Vì tự mình đoản cái phước của mình. Mình đang có phước mà mình tự vẫn là mình đoạn cái phước của mình, cho nên hết phước dễ bị đọa lạc. Từ chỗ đó mình phải suy luận cho được cái chấp này nè, tại sao ta tự tử? Tại sao có người tự tử? Có một cô gái lái xe buýt, cô ta chở khoảng 20 mấy người khách, cái xe đó chắc là xe 30 chỗ. Thì khi đi qua một khu rừng thì cái bọn cướp nó đưa dao vô cái cô gái, nó bắt cô ngừng xe lại. Và khi nó bắt ngừng xe lại thì cái nhóm cướp đó, đó nó cưỡng bức cô. Trong lúc cô la hét, cô gào thét mà ở trên xe mọi người ngồi im rơ, không ai cứu cô gái. Thì có một anh chàng thư sinh, anh mới nhảy xuống, anh la lên, anh can ngăn, thì cái bọn cướp nó quýnh anh một trận te tua. Anh không có nghề võ gì hết đó, mà anh có cái mỏ, quýnh cái mỏ anh sưng dài một cục, mà tôi chụp hình tôi chưa lên Facebook kịp. Thì khi mà nó quýnh anh cái mỏ dài ra, thì bắt đầu sau khi cô gái đó rời sau cái trận làm nhục đó, thì cô gái đó mới sửa soạn hành trang trở lại và leo lên xe trở lại và lái đi nữa. Thì anh thư sinh đó, ảnh đội lên xe cô gái không cho. Thì anh nói là tại sao tôi cứu cô mà giờ này cô không chở tôi đi, cô không chở tôi về. Anh nói anh có cứu tôi gì được gì đâu, anh chỉ có cái miệng nói suông vậy chứ anh cứu tôi được gì đâu. Cho nên là cô gái mới lấy cái hành trang hành lý của anh đó, liền xuống cho anh đi bộ. Và cô gái bắt đầu nổ máy chạy xe. Còn nếu anh không xuống xe là cô gái không chạy, thì mọi người đuổi anh xuống. Biểu xuống đi, nhiều chuyện quá, xuống. Tất cả mọi người lấy hành lý liền, hành lý của anh ta xuống. Và cô gái đuổi anh ta xuống. Và bắt đầu cô gái tiếp tục lái xe đi. Bọn cướp vui vẻ và nghĩ rằng mình làm đúng rồi. Và cô gái vẫn nở nụ cười để chở đoàn khách đó đi. Thì cô gái, trong đầu cô gái nghĩ cái gì? Cô ta chấp vào cái thân của cô ta bị làm nhục. Mà những cái con người ở trong xe đó đó, cái đầu của nó đó, toàn là ốc heo không. Cho nên những cái con người ở trên xe đó không đáng sống. Vì cố chấp thấy cái thân mình bị làm nhục, mà những con người ở đó nó không có cái đầu. Do vậy cô ta đã, do chấp cái thân mình bị làm nhục, cho nên cô ta giết hết luôn đoàn xe đó, và cô ta tự dẫn chết luôn. Nghĩa là cô ta chạy qua cái sườn núi và cô ta bẻ lái để cho nguyên một cái xe nó rơi từ trên đỉnh cao xuống vực thẳm. Nguyên đoàn xe đó chết. Thì sáng hôm sau anh ta lại đón xe khác để đi về đó, thì anh ta mới hay tin rằng là cái tin cô gái cùng với đoàn cô gái tài xế đã lạc tay lái để cả đoàn xe chết hết. Không ai biết bằng anh chàng đó biết. Anh chàng bị đuổi xuống xe đó là anh chàng bị đuổi. Vậy thì anh chàng bị đuổi là được cứu hay là bị đuổi là xấu xí, là vô phước? Bị đuổi là có phước hay bị đuổi là vô phước? Rồi cho một tràng pháo tay. Bị đuổi là có phước. Vậy nỡ lòng nào mình đi chùa về bị chồng đuổi mà nói vô phước? Mình cứ mãi chấp vào mình cứ mãi chấp vào, mình cho rằng bị là vô phước. Thấy chưa? Cái cô này đuổi anh chàng đó xuống là anh chàng đó có phước đó chứ. Do anh đứng ra anh can ngăn cho nên anh không có chết. Anh không can ngăn là anh chết giống cái đám đó rồi. Cho nên dầu rằng anh ta cứu không được, nhưng cô gái vẫn mang ơn anh ta, nhưng mà vẫn chửi vô mặt anh ta và làm như ra cái vẻ là thù hằn anh ta, lấy đồ đạc anh ta dục xuống.
Nhưng mà cái thái độ đó, hành động đó không phải là xấu, mà thái độ đó, hành động đó để cho biết rằng cái đám kia tưởng rằng mình là người đúng. Ai dè cô ta đã chuẩn bị sẵn cái cố chấp về cái thân của cô ta, đã chuẩn bị sẵn chết với cái đám heo này rồi. Cho nên trong cuộc đời có người ta sợ cái bọn xấu mà không ai dám nói gì hết, câm miệng không dám nói những hành vi xấu của bọn xấu, dẫn đến cái chết oan uổng cho những người lương thiện. Có nhiều lúc mình bức xúc lắm nhưng mà mình không dám nói. Tại sao? Mình bé miệng thế cô. Những con người ngồi trong xe đó vẫn không dám nói cái bọn cướp đó vì nó có dao, có súng. Nhưng mà cô gái vẫn cảm thấy là mình không thể nào tưởng tượng được là nguyên một xe mà cái bọn này nó có 3-4 đứa, thì nguyên một xe này mà cỡ như mà ra mà chỉ có lụm hốt đất mà chọi thì mấy này cũng chết nữa. Thì có gì phải sợ nó? Mà trong lúc mình thấy cảnh bức bách mà mình vẫn không cứu, như vậy là mình tốt hay mình xấu? Những con người xấu không đáng sống, nó quất hết chết luôn, nó cũng chết luôn. Chứ tôi mà như nó là tôi giả bộ tôi đi một vòng tôi mới quay lại. Tôi đi một vòng tôi kiếm cái bọc ni lông, chị biết không? Một lát nữa tôi bẻ xuống. Nhưng mà tôi thì tôi mở cửa trước. Tôi bẻ xong rồi tôi nhảy ra, tôi cầm bọc ni lông tôi bay, tôi nhảy dù. Con nhỏ đó nó ngu tiếng, nó chấp. Tại vì cả đám này chết hết, có mình sống thì chỉ có mình đi về mình tìm cái thằng ấy. Vì nãy nó cứu mình, ngu dừa thôi. Con thì không có tôi ở trong xe đó, chứ có là tôi nói mày ngu dừa thôi. Như vậy thì tôi cũng mong rằng quý vị nên hiểu được cái cuộc đời này người ta cố chấp. Cho nên cái cô này chết một cách oan uổng, phải không? Tại sao phải chết như vậy? Trong cuộc đời có nhiều lúc mình phải suy nghĩ vậy nè. Có nhiều người ta khổ không còn chỗ khổ nữa, nhưng mà người ta vẫn cố ngôi lên để sống, để trả cái nghiệp. Cái cô này có thể nói là cổ bị nhục là do cổ trả cái nghiệp. Ai biết mình đời trước mình là tướng cướp, mình hại những người đó làm sao, thì bây giờ mình trả đi. Mà trả xong rồi mình ngậm đắng nuốt cay trong cuộc đời để một bài học, để chi vậy? Còn đó nghe mày, quân tử trả thù 10 năm không muộn. Tao sẽ đi xuống chùa Linh Thú học võ. 10 năm sau cái bọn bay tao quýnh 10 đứa chứ không phải 4 đứa. Đúng không? Rồi thôi hết. Vậy là bắt đầu mai mùng 8 mở lớp dạy võ cho nhỏ lái xe đó, có xuống học tôi chỉ để mai mốt nó bắt cướp. Rồi mời quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.